Có ai có cơm không? Ta đói quá, cho ta xin một bát. Có không? Thóc cao gạo kém, ta lấy 500 cao một bát. Vậy, sư phụ có thể cho con xin chén nước được không? Con khát quá. Nước á? Để tình mới quen, ta lấy 200 cao. Ok không? Vậy, lão có muốn ta khỏe mạnh để phò ta lão đi Tây Thúc Thỉnh Kinh không ạ? Không cần ngươi phải lo, ta đã có tu tiên. Tu tiên không mất tiền, ta sẽ thành tiên. Không phiền ngươi phải đưa ta đi Tây Thiên.